Anh trai đứng lại đi. Em có một món quà em muốn tặng cho anh trai nè. Anh trai lái xe tải. Đây các bạn nhìn nè, bây giờ mình sẽ làm cho chiếc xe tải này nó bay lên nha. 3, 2, 1. Xe tải bay nè. Wow, các bạn nhìn kìa. Động cơ của tên lửa rocket nha các bạn, cực kỳ mạnh luôn á. Ui, nó còn bay nữa kìa các bạn ơi. Mạnh dữ vậy. Ui, mình vừa mới mua quả bom này ở trong tiệm tạp hóa này các bạn ơi. Vũ khí mới nha, khá là mạnh đó. Được rồi, bây giờ mình sẽ đi xuống dưới đây để mình cho mấy anh trai này các bạn. Mấy anh trai này hổ báo cáo cho nó các bạn ơi. Đâu rồi, mấy giang hồ rẫy, lại đây, nhanh lên đi. Mình sẽ tặng cho mọi người mấy quả bom nè. Đây các bạn nhìn nè. Sắm được ta. Em tặng cho anh trai. Ui, cái gì vậy? Sao đánh người ta rồi? Nào, ném bom. Đó, bay. Ui, các bạn nhìn kìa. Anh trai đó bay luôn nha. Rồi, bay vô đây. Ui, các bạn nhìn kìa. Anh trai đó bay nhìn thấy thương luôn á. Mạnh thật sự luôn các bạn ơi. Chỗ này mình thấy có một chiếc xe bồn rồi các bạn. Rồi, mình sẽ cho xe bồn bay luôn nha. Đó các bạn, xe bồn bay được kìa. Hơi bị khủng đó các bạn ơi. Quả bom này nó vừa đẩy mà nó vừa bay được các bạn. Đã thật sự luôn ha. Rồi, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm bí ẩn về con thị quái với lớp da để bọc thép nha các bạn. Cái tên của nó khá là dài luôn á, với lại là nó khó đọc lắm các bạn, cho nên là tạm thời bây giờ mình sẽ gọi nó là thủy quái với lớp da đại bọc thép nha. Ok, trước khi đi tìm thủy quái thì bây giờ mình sẽ cho mấy anh trai này nữa ha các bạn. Ủa các bạn nhìn kìa, mấy anh trai này hổ báo lắm các bạn ơi. Rồi, xe chở rác nè. Rồi các bạn, này thì xe chở rác hả? Mấy anh trai này có vũ khí này các bạn ơi. Hơi bị hổ báo cáo trộm luôn á. Sao mình ném không được ta? Rồi, dính anh trai rồi nha. Cho anh trai bay luôn nè. Phải như vậy đó các bạn. Thêm anh trai nữa. Ai các bạn? Hay là bây giờ chúng ta cùng nhau xem chó bay các bạn. Đây các bạn nhìn nè. Ui, đừng có đánh chó mà. Rồi, chó bay các bạn ơi, có chó bay kìa. Hả? Em chó đó bay không được rồi các bạn. Chán thật sự luôn đó nha. Rồi, thêm chiếc xe container nữa, mình cho bay luôn nè. Cái lực đẩy của nó khá là mạnh đó các bạn ơi. Mấy chiếc xe cao to đen hoi như vậy nè, nó đẩy trong vòng cái một luôn á, không có yếu đâu nha. Ui, nổ rồi các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ quay trở lại nhà của mình ha. Rồi luôn, đừng, phiết. Chạy đi các bạn ơi. Mọi người, đừng có chen lấn xô đẩy mà mọi người. Rồi luôn các bạn ơi, chạy. Chiếc xe này mình mới phiết luôn đó. Rồi ok. Mỗi lần mà mấy chiếc xe đây nổ thì nó sẽ nổ theo hiệu ứng domino nha các bạn, nó sẽ nổ truyền đó. Rồi lui. Xong luôn rồi, mình bị cháy lốp rồi các bạn. Rồi phía lại luôn nha. Rồi khỏi đây. Ui chiếc xe kia. Ui chạy. Về nhà của mình và lên đồ thôi các bạn ơi. Ngôi nhà của mình thì khá là gần ở đây luôn ha. Rồi tăng tốc. Đi về nhà và lên đồ thôi. Đây là các bạn ơi. Hướng này nè. Để mình quanh sang đây cái đã. Đường sao mà nó rối dữ vậy ta. Nó quanh co tùm lum tùm la à. Đây là các bạn ơi, nhà của mình đây. Phía bên tay phải luôn nha. Ok, tăng tốc hết mức có thể luôn. Wow, ở đằng kia có một chiếc xe đỏ hay sao đó các bạn. Đây. Xe đỏ nha các bạn. Ui, nhìn phần đầu của nó ngầu ghê luôn tươi. Đẹp quá các bạn, đẹp quá. Rồi, về nhà của mình thôi các bạn. Ok, nhà của mình đây các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ vào nhà và mình sẽ lên đồ ha. Và sau đó mình sẽ cho các bạn xem chiếc siêu mô tô của mình. Các bạn nhìn nè, người của mình. Ui, bé bét bị thương quá chừng luôn các bạn. Rồi, đi vào nhà thay đồ thôi các bạn ơi. Hello dì có nhà không? Đây các bạn, bà dì của mình nè. Nhưng mà thôi, bây giờ mình còn nhiều việc cần phải làm lắm. Đầu tiên là mình sẽ thay đồ nha. Thay đồ xong rồi. Và thứ hai, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi xem. Hả? Con xe kia mình mới chạy vào đây.
Thanh niên nào nhanh thật sự luôn các bạn ơi. Quên khóa cửa xe cái mất tiêu chiếc xe liền luôn các bạn. Ôi, nhanh thật sự luôn ha. Cũng may chiếc xe này là mình khóa cửa lại rồi các bạn. Đây các bạn nhìn nè, hai chiếc xe mô tô của mình nha. Ơ, cánh cửa tự động à. À các bạn ơi, bà dì mình bả mới lắp thiết bị cánh cửa tự động ha. À được đó. Tuy là nhà kho của mình hơi bị tồi tàn nha các bạn, nhưng mà hai con xe mô tô trong đây là hơi bị chất lượng luôn á. Một con là H2, còn một con là H2 rồi nha. Rồi, đi trên con H2 rồi luôn các bạn ơi. Như vậy nó mới ngầu. Rồi, tăng tốc nè. Ổn định thật sự đó các bạn. Rồi, đội nón vào. Phải như vậy chứ. Ui, cái nón này đẹp như vậy. Ui, các bạn ơi, cái nón này hơi bị ngầu luôn á. Ngầu hơn cả cái bồn cầu Skibidi Toilet đó nha. Hả? Sao tháo ra rồi, chán thật sự luôn á. Rồi, lên xe, đội lại nè. Màu khác luôn các bạn. Ui, màu này thì nhìn nó không có hợp cho lắm các bạn ơi. Bởi vì Kawasaki là màu xanh đen nha. Cái màu này thì nó cũng tạm hợp thôi các bạn. Xanh đen và là trắng. Rồi, lên xe luôn. Đội một bố hiểm khác vào. Màu gì đây? Màu vàng hả? Màu vàng thì cũng tạm được thôi các bạn ơi. Rồi rồi rồi. Con xe của mình màu đen. Mình sẽ cho nó màu đen nhám nha các bạn. Rồi ta đen nhám, đen nhám. Ui, màu này nhìn độc lạ nè các bạn ơi. Độc lạ bình dương nè. Đủ màu luôn. Nguyên cây xanh luôn nè các bạn. Xanh lá là xa lắm đó các bạn ơi. Rồi, màu trắng này hợp nè các bạn. Đó, trắng xanh đen nha. Trên đầu là full sạc carbon luôn các bạn. Ngầu thật sự luôn á. Đây, màu đen này đi các bạn ơi. Đen này là bao ngầu luôn nha. Rồi em chào bà chị nha. Bà chị đó hình như là mình đi lại gần, mình sẽ làm nhiệm vụ đó các bạn. Cho nên thôi, em không muốn lại gần bà chị đâu. Ok, thì địa điểm mà chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm con quái vật đó chính là ở Vương Bất Bội các bạn. Mình nhớ cách đây không lâu, nếu như mà mình muốn cho con quái vật nó xuất hiện thì mình sẽ tìm những quả bom mình đặt nha các bạn, để cho cái bờ biển đó nó bị tự như mình quên nghe là ta. Làm sao mà cho nó bị động đó các bạn, rồi con quái vật đó nó mới xuất hiện ha. Ok, để mình xem thử đã, trong người mình có bom hay là không đi ta. Đây là các bạn ơi, có quả bom rồi luôn nha. Bom này chứ không phải bom bay các bạn. Bom bay là mình không thể nào mình kêu gọi con quái vật đó xuất hiện được đâu. Rồi, sẵn tiện bây giờ thì mình sẽ tích thử tốc độ hết các bạn. Để mình xem thử là con mô tô này nếu như mà mát tốc độ thì nó sẽ được bao nhiêu km trên 1 giờ. Rồi, mình sẽ chạy xuống đường cao tốc luôn. Con mô tô này chỉ có trong game mình có thể... Nào, từ. Cái đoạn này xe đông quá các bạn ơi. Nào, rồi rồi, em cảm ơn anh trai nhiều nha. Chỉ có ở trong game thì mình mới sở hữu được thôi các bạn. Chứ ở ngoài thì thôi đi các bạn ơi. Chiếc mô tô này nó mắc lắm. Ngay cả cơ hội được sờ nó mình còn chưa bao giờ nữa mà, huống chi là cơ hội để sở hữu nó ha. Hơi bị mắc tiền đó các bạn. Rồi, tăng tốc nè, số 4. 120 mấy km trên 1 giờ rồi. Nào nào, lên số 5, số 6 luôn. Bốc đầu. Đây các bạn. Ui, từ. Ui, xem chút xíu đắp chiếu rồi các bạn ơi. Nào. Không lẽ chỉ có 4 số thôi sao? Cố gắng lên chứ. Số 5 rồi các bạn ơi, số 5 rồi. Mình không biết là con mô tô này ở ngoài tốc độ tối đa của nó là bao nhiêu nữa các bạn. Ở trong game thì mới số 5 thôi các bạn ơi. Lên số 6 đi. Mình nghĩ là nó vẫn còn số 6 nha các bạn. Mà đường trống kìa. Cố gắng lên. Hả? Chỉ có số 5 thôi à? Chán thật sự luôn á. Mình nghĩ ở ngoài là chiếc siêu mô tô này có thể được 6 số đó các bạn ơi. Chán ghê luôn á. Trong game chỉ có 5 số thôi. Tốc độ tối đa thì được 170 mấy km trên 1 giờ nha các bạn. Chán thật sự luôn á. Lên đầu. Đó, phải như vậy chứ. Ui, hút đít xe cốc rồi các bạn ơi, hút đít xe cốc rồi. Ok, cứ từ từ cái đã. Nào mọi người ơi, chờ mình với mọi người. Được rồi các bạn ơi, bây giờ mình sẽ cố gắng tập trung và mình chạy xe đi đến Vương Bất Bội nha các bạn. Mình mới lên mạng đọc được một số thông tin này các bạn.
con Kawasaki Ninja H2R này với giá bán là 1.8 tỷ nha. Hơi bị khủng đấy các bạn. 1.8 tỷ mấy chục, gần 1.9 tỷ luôn. Vậy mà lúc đầu mình tưởng nó tầm khoảng 1 tỷ chứ. Đúng lỡ trong game nói chuyện sao nghe nhẹ nhàng ghê hả các bạn. Chơi ở ngoài là phỏng tay như là chơi đó. Và tốc độ tối đa của nó là 400 km/h với cấp số là 6 cấp nha. Nhưng mà ở trong game này sao nó hạn chế dữ vậy ta? Tốc độ tối đa chỉ có 171 mà các bạn. À đây là các bạn ơi, đặc sản đây rồi. Đặc sản của anh Bao Báo Gummy nha. Chuẩn bị bay lên. Đó phải như vậy chứ. Ui, làm highlight bằng siêu mô tô có chắc riêng nha các bạn. Đẹp cực kỳ luôn á. Nào, complete không? Chính xác luôn các bạn ơi, complete rồi. Mình nhớ. À, đây là các bạn ơi, chính xác là ở khu vực này nè. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đặt bom và làm cho biển động nha các bạn. Rồi sau đó con thủy quái với lớp da đầy bọc thép nó sẽ xuất hiện ha. Cái tên của nó là Dunkleocletus gì đó các bạn ơi. Tên cực kỳ khó đọc luôn ha. Đây rồi, dùng biển chỗ này rác lớn tùm lum tùm la các bạn. Rồi đặt bom. Mình sẽ đặt hết 25 quả luôn nè các bạn. Đó, đặt bom. Rồi, đặt bom nè. Đó, phải như vậy đó các bạn. Còn 12 quả nữa thôi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Happy New Year. Ơ, sao chưa nổ nữa? À, đây là các bạn ơi. Nổ rồi kìa. Phải như vậy chứ. Rồi, bây giờ chúng ta chỉ cần đứng ở đây và chờ con thủy quái đó xuất hiện thôi nha. Mình vừa thấy hình như ở phía đằng đây có một cái xoáy nước các bạn. Kìa. Hình như là nó đã xuất hiện rồi các bạn ơi. Nào. Lặn xuống. Ui, chán thật sự luôn á. Lặn xuống. Lạ dữ vậy ta, sao cái đoạn này mình lặn xuống không được. Nào. Kìa rồi các bạn ơi, con thủy quái với lớp da là bọc thép nha. Ôi, cặp mắt của nó ghê như vậy. Nó đang nhìn theo mình hay sao đó các bạn ơi. Nhưng mà hình như nó ăn no rồi, cho nên là hiện tại bây giờ nó không thèm săn mồi luôn nha. Đây các bạn nhìn nè, dùng biển chỗ này cá khá là nhiều luôn các bạn. Cháu bắt con lên mình nướng giá bạc quá à. Cá quá chừng cá luôn các bạn. Và đây, con thủy quái với lớp da đầy bọc thép nha. Hơi bị ghê đó các bạn ơi. Rồi, bây giờ mình sẽ lên trên đây để mình xem thử ha. Phần đầu của nó nè các bạn. Đây. Cặp mắt của nó nè. Ui, nhìn đúng ghê luôn á. Cảm giác như là mình bơi đi đâu thì nó nhìn mình theo đó nha. Để mình xem thử đã các bạn. Đây, con thủy quái. Ui, các bạn nhìn nè, hàm răng của nó nè. Hơi bị ghê đó các bạn. Đây, nó có bốn chi các bạn ơi, nó có bốn chi nha. Khá là giống với lại con quái vật hồi lớp nét đó các bạn. Có bốn chi luôn, bao gồm hai chi trước và hai chi sau nha. Để mình bơi thẳng vào bụng của nó, mình xem thử nè các bạn. Đây, phần bụng của nó nè, tối ôm như mực luôn các bạn ơi. Ôi, sao kỳ vậy? Con thủy quái này bị lắc hay sao đó các bạn ơi. Lúc hiện lúc mắt nha. Rồi, bơi vào bụng của nó luôn. Tham quan phía trong bụng của nó. Phía trong bụng của nó thì mình không thấy có thứ gì các bạn. Nó chỉ trống rỗng như vậy thôi à. Rồi, bơi một vòng nữa cho các bạn xem nè. Nó khá là dài đó các bạn. Cái đuôi của nó đẹp ghê luôn á. Ơ, sao kỳ vậy ta? Nó cứ lắc rồi nó cứ hiện qua hiện lại khó chịu ghê luôn các bạn. Kích thước cơ thể của nó khá là dài nha. Đây các bạn ơi, mình nghĩ nó có thể nó nặng lên đến mấy tấn nè các bạn. À, cũng có thể là mười mấy tấn. Bởi vì cái lớp da bọc thép của nó đó các bạn khá là nặng nha. Đây các bạn nhìn nè. Ở dưới nước thì mình hình như mình không sử dụng được vũ khí thì phải. Để mình xem thử đã. Nếu như có vũ khí thì mình sẽ tấn công nó luôn nha. À, đây các bạn ơi, một cái dao. Này thì cá mập bọc thép nè. Mình nhầm. Này thì thủy quái bọc thép nè. Thủy quái bọc thép với mình nè. Mình tấn công nó không được các bạn ơi. Ảo thật đấy. Con thủy quái này thật là ảo ma. Cara xíu mũi quá đi mà.
thị quái bọc thép nè, thị quái bọc thép nè. Mình tấn công nó không được, vậy thì bây giờ mình sẽ lên bờ và mình sẽ tặng cho nó mấy quả bazooka nha các bạn. Rồi rồi, để mình xác định là vị trí một lần nữa cái đã. Ok, bơi lên ở phía chỗ này nha các bạn. Rồi, bơi vào bờ và lấy ra khẩu bazooka, tặng cho nó mấy viên thôi các bạn ơi. Nào 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 nào, bơi vào bờ nhanh lên, để một chút nữa nó chạy mắt nha các bạn. Cố lên cố lên, sao mà bơi chậm dữ vậy ta. Nào nào, thanh niên phân liên này mình nhớ thể lực trâu bò dữ lắm mà, bơi như đây thì làm gì nhầm nhờ được thanh niên này các bạn. Đâu rồi ta? Rồi, nhắm thẳng hướng đó. Này thì cá mập bọc thép nè, sao mà cứ nhầm hoài vậy ta. Thủy quái với lớp da lại bọc thép nha các bạn. Trúng không, trúng không? Đó, hình như trúng rồi các bạn ơi. Hình như trúng rồi, hình như trúng rồi, hình như trúng rồi. Huy vẫn chưa trúng hả? Chán như vậy. À đây các bạn ơi, mình kéo nó lên bờ được nè. À, rồi đây các bạn ơi. Này thì thủy quái nè, này thì thủy quái nè. Tặng cho mấy viên luôn nha. Này thì da bọc thép với mình nè, da bọc thép với mình nè. Bọc thép cưng đến mấy thì cũng không thể nào chống chọi lại với khẩu bazooka nha các bạn. Này thì thủy quái nè, nó đai rồi các bạn ơi. Thủy quái với mình hả? Thủy quái với bọc thép hả? À các bạn, đây rồi, mình mới lấy ra thêm 25 quả nữa nha. Bây giờ mình sẽ tặng thêm 25 quả nữa, tiện nó đi gặp ông bà luôn các bạn. Như vậy để cho chắc, nhiều khi mình sử dụng khẩu bazooka như vậy đó các bạn thì nó chỉ bị sốc thôi các bạn ơi, rồi nó xỉu ha, chứ nó chưa có đai. Bây giờ trực tiếp mình tặng cho nó 25 quả bom kích nổ từ xa luôn, cho nó một vé nha các bạn, một đi không trở lại luôn. 5 4 3 2 1, happy birthday thủy quái với lớp da bọc thép. Thủy quái với lớp da bọc thép, bắn bắn bắn. Ui các bạn ơi, trên da của nó hình như bị mấy con hào nó ký sinh rồi các bạn. Đây 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 đây, có mấy con hào ký sinh trên lớp da của nó nữa nè, khá là ghê ha. Rồi, vậy là ngày hôm nay chúng ta đã cùng nhau thành công đi tìm con quái vật với lớp da là bọc thép nha các bạn. Con thủy quái, với cái phần bụng của nó nè, da sần sùi nhìn đúng ghê luôn các bạn ơi. Đai rồi nha, nó đã đai rồi các bạn, cho nên bây giờ khá là an toàn luôn. Rồi, nhìn lại khuôn mặt của con thủy quái nha lần cuối, rồi sau đó chúng ta sẽ cùng nhau rời khỏi đây nha các bạn. Cực kỳ đẹp trai luôn, nhìn cái mặt này thôi là mình biết uy tín rồi các bạn. Ok, chiếc siêu mô tô của mình. À kia là các bạn ơi, mình tưởng đâu có mấy thanh niên nào chôm xe rồi chứ. Rồi rồi, lên xe và làm lại hai like một lần cuối cùng thôi các bạn. Rồi sau đó mình sẽ kết thúc video luôn ha. Nào, đội mũ bảo hiểm vào, tuân thủ luật lệ giao thông đi chứ. Ồ, cái màu cam này mình không có thích các bạn ơi. Sao thanh niên này cứ đổi vào cái màu cam hoài vậy? Nào 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 nào, bỏ xuống. Đúng rồi, lấy lên màu trắng hoặc là màu xanh lá vậy đi. Ồ, màu này cũng hợp đó các bạn ơi. Màu này là màu vàng xanh trắng nha. Rồi, chuẩn bị làm highlight một lần cuối. Ui, đường chỗ này chạy khá lõm đó các bạn. Tuy là đường cát biển nha, nhưng mà con siêu mô tô này chạy hơi bị khỏe luôn á. Wow, căng hết tất cả. Mới gái đó các bạn, mình đang định gái là căng hết tất cả mọi địa hình nha. Chạy xe sao lủi đầu vào cái trụ gỗ luôn mới ghê chứ. Rồi, trước khi làm highlight thì mình sẽ lấy trướng nha các bạn. Nào nào, quay sang phía bên đây, quay sang phía bên đây. Rồi, chuẩn bị. Ồ, cái đoạn này lên được không ta? À, khá lõm đó các bạn. Rồi, chuẩn bị làm highlight đây các bạn ơi. Ok, và mình nghĩ là mình cũng sẽ kết thúc video của mình ở đây thôi ha. Mình cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi nha. Tạm biệt các bạn. Bye bye.